Rồi xin chào anh chị các bạn nha. Thì mình đang sử dụng cái GoPro mình mua mua lúc mà nó bắt đầu về Việt Nam mà. Thì về ngày đầu tiên mình đi lấy luôn thì nó cái này cái lô máy đầu tiên mua ở một cái cửa hàng nó chuyên bán camera mình chứ lúc đó mình chưa biết HT camera, mình mua ở Selo. Nói chung thì cũng bán hàng nguyên siêu nguyên kiện không có gì hết, nhưng mà mình xài vấn đề thời gian này là do có thể là lỗi của máy GoPro 8 thôi. Nhưng mà mình làm này chia sẻ cho anh chị các bạn nào mà biết cái nhóm cái câu lạc bộ mà chuyên chơi GoPro người ta rành đó, thì chia sẻ mình coi cái này có anh em nào gặp giống vậy không ha. Nếu mình xài nè, khi là nãy mình quay clip xong á, quay clip bán hàng xong các bạn, thì sao mình sạc xong bây giờ cái nó bị treo máy rồi, mà bị mấy lần rồi nha. Nè treo mình bấm không được nè. Không có mở nguồn, không có làm gì được hết. Cái đó là lỗi thứ nhất. Rồi trong quá trình xài cái loại cái máy này nữa, nó có một cái lỗi thứ hai đó là lâu lâu nó không nhận, nó đang quay vậy đó, bạn đang quay nó nóng nóng, quay dừng 15 phút 20 phút rồi máy này nóng lắm, câu rồ bản chất nó nóng rồi cũng nói rồi, nhưng mà sau đó là nó không nhận thẻ. À nó ghi no no SD no thẻ ha, không có thẻ. Cái sau đó mình chỉ cần tắt nguồn, mình khởi động lại nó có thẻ, nó nhận thẻ rồi. À cái này thì bữa mình có chia sẻ trong cái nhóm, trong cái clip của mình của mấy anh mà chuyên làm YouTube á, anh mới mua GoPro á, thì mình coi coi có ai bị giống vậy nữa không. Thì cái máy này mình thấy xuất hiện hai lỗi rồi nha, cũng lần đầu tiên mình chơi GoPro khi nó bị lỗi này á. Thì mình đi bảo hành khó bạn, thì giờ mình lấy khởi mình rút cục pin ra mình gắn lại cái được à. Nè bây giờ nó treo nè, mình khởi nguồn bấm lúc này cũng được rồi nha, đó. Lúc nào cũng được đó, như đơ luôn á, cứ bấm luôn hai nút à. À, này, bấm nút khởi động nguồn không được nè. Thường á nó không có cháy cái đèn này, thì mình sạc hay gì nó mới cháy cái đèn này rồi. Còn bình thường tự nhiên nó cháy cái đèn này mà cái nguồn nó không lên đó là mình bấm không được, treo máy luôn. Hay là lý do là mình chưa, nếu các bạn nào biết cái này ví dụ là do mình sai gì để chia sẻ giúp mình thôi. Thì nói chung mình cũng mới xài GoPro thời gian lúc mới ra. Bây giờ nếu mà mình khởi động nè, mình lấy pin ra ha. À, lấy nhóm của pin lên nè. Đó. Rồi bỏ vô lại là ok, là không bị hết. Bởi vậy cái lỗi này mà đi bảo hành thì cũng khó các bạn. Tắt đèn ha, giờ bấm lên bình thường nè. Đó, bấm một cái một lên liền hết nha. Tham lắc. Ha. Nhận thẻ này mà ha. Có là với lại một ba lỗi, cái máy này nó xuất hiện ba cái lỗi mà. Khi mình cắm sạc vô á, tự nhiên cái mình tắt nguồn hết rồi, mà mình cắm, nếu mà cắm sạc trực tiếp mình không xài để sạc rời á, mình cắm sạc ở đây nè. À, nó có cái dây cáp sạc nó luôn, cắp với nguồn 5V, mấy nguồn điện thoại ở nhà mình sạc á, bằng cái cáp đó, cáp USB á, một đầu là cái đầu USB là như vậy nè. À, để cắm vô đế một cái đầu là giống như của Samsung mà cắm thẳng đây luôn. Mà cáp này theo mua cái máy nó có chứ không phải mình xài cáp lô, nhưng mà mình cắm vô sạc ha, mình đang tắt nguồn cái máy mình sạc gì tự nhiên cái pin gần đầy á, cái máy nó mở lên, mở lên để đó hoài cái máy nóng hổi luôn bạn, mình quên rút là cái máy nóng luôn nha. Ba lỗi đó, một lỗi là bị lâu lâu là không nhận thẻ nhớ, thứ hai là lâu lâu bị treo treo máy, mặc dù máy mình quay rất quay xong là mình xóa hết chứ không để trong đây nhiều. Lỗi thứ ba là cắm sạc nó tự mở nguồn lên đó, không biết là bạn nào có bị vậy ha. Thì cái clip này cái kênh này là cái kênh buôn bán, mình chưa có tạo clip mới, nhưng mà có lỗi có những cái gì á mình chia sẻ lên thì mong anh em các bạn thì xem tham khảo cho vui nha. Nếu mà quan tâm tới vấn đề máy móc thì mình xem vui, không thì mình bỏ qua. Cái mình thấy mình đăng những cái clip gì lạ lạ lên mấy anh em thấy cảm có vẻ là khó chịu, vô bấm dislike liên tục các bạn. Thì người ta làm gì chia sẻ một cái kiến thức nào đó thì nó cũng sẽ bổ ích ha, cũng có mang lại cái gì đó một lợi ích nữa cho một số anh chị em các bạn ha, chứ không phải hoàn toàn là nó vô vô nghĩa nha các bạn, thì nó không phù hợp với mình bỏ qua ha. Rồi các bạn nào mà hiểu biết về GoPro á, hoặc là sử dụng nhiều GoPro thì chia sẻ với mình, còn mình sẽ đi đến cái chỗ bán này mình hỏi thử coi chế độ bảo hành của người ta là sao đó, thì người ta có xử lý cho mình sao. Cái lỗi thường nó không rõ ràng, nhớ bạn đi khó lắm, đưa máy cho người ta cũng khó, người ta mở ra banh chành hết rồi về nó mốt sau này nó hư nặng thêm chứ làm gì, nên là mình không muốn đi bảo hành là vậy đó. Nó vẫn xài thôi, nó vẫn quay tốt bình thường, lâu lâu nó bị vậy á, rất là khó chịu đó. Bạn quay tự nhiên cái nó không nhận thẻ nhớ được,
bực lắm á. Thứ hai là nó bị treo máy, bạn phải lấy pin khởi động lại á. Rồi vậy các bạn, cái này chỉ là chia sẻ các bạn. Rồi xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn clip sau. Đó, anh chị các bạn nào biết thì tư vấn cho mình, hoặc là anh em nào có kinh nghiệm qua xài qua GoPro rồi đó à, biết rồi các bạn chuẩn bị mua GoPro hay gì đó, các bạn cũng cái này là mình phát hiện ra cái lỗi vậy đó, để các bạn biết các bạn có nên đổi GoPro rồi để lên GoPro 8 hay không ha.